Rồi, mấy bạn này cũng đang xin ăn quá hả con? Trời ơi, xin mới được cho, không xin không cho. Quay tôi cho nó ăn nha. Yeah, bên đây là được quyền cho ăn nha. Yeah. Lúc trong nước kia nè. Lâu ngày không được ăn chuối. Trời ơi. Lúc cho em kia nữa. Rồi sao? Kêu này lúc cho em kia nữa. Đây. Ngon không? Con bỏ vô luôn cho mấy con gà dưới nó ăn nó đi. Bỏ nhét giỏ vô luôn đi. Nhét ép vô đó rồi nó. Ai luôn. Mà. Kêu nhét cái giỏ vô cho con gà nó ăn. Nhét cái giỏ cho con gà nó ăn. Nói cho con gà rồi đi chụp cái giỏ nè. Nhét cho con gà nó ăn. Cái gà nó ăn giỏ luôn à. Ừ. Nó là chết lâu. Xin nữa kìa. Cho gì? Không cho bực. Nhét giỏ đi hả? Đâu mà thì tẩm tẩm mang vậy. Đâu hơn. Đâu hơn. Đẹp thì sao? Thằng em cháu đi đang đi đem đi uống rượu về say 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 tôi ra tranh tài ra bắt bên trên nó tua tay bắt nó rất là chuyên nghiệp đâu khôn lắm giỏ là phải dùng cái nồi ra nó bé nó vào nóng rồi nó làm nó mút phát ở đây mút phát ở đây làm cho nó ăn đàng hoàng đi còn khôn lắm không đâu chịu ăn giỏ đâu giỏ là dùng giỏ mẹ biểu cho con gà nó ăn dưới kìa nè gà nó mổ kìa thấy không đó đã không ăn mà phê luôn tiền răng chưa sợ quá. Đây nó ăn được thịt. Sao này chú giỏi không quá. Bỏ giỏi vô luôn. Làm kim được. Thôi đi 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 đi. Rồi. Rồi. Thiệt. Hey. Anh chú giỏi là anh hai cá luôn. Rớt rồi chạy mặt lửa.